Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây, sự việc 5 cầu thủ câu lạc bộ Hà Tĩnh bị công an tạm giữ vì liên quan đến ma túy đã khiến nhiều người hâm mộ xôn xao. Liên quan đến vụ việc chấn động này, cơ quan công an vừa tạm giữ thêm 5 hot girl để phục vụ công tác điều tra. Được biết, 5 hot girl cùng bị bắt với nhóm cầu thủ câu lạc bộ Hà Tĩnh gồm Trần Thị Thùy Giang sinh năm 2002 ở tỉnh Hà Tĩnh, Trần Thị Thu Phương sinh năm 2000 ở tỉnh Hà Tĩnh, Lý Thu Hà sinh năm 1999 ở tỉnh Đăng Nông. Hà Thị Vân Anh sinh năm 2003 ở tỉnh Đăng Nông. Lò Thị Định sinh năm 2002 ở tỉnh Điện Biên. Như đã đưa tin trước đó, ngày 4 tháng 5, Công an thành phố Hà Tĩnh đã bất ngờ kiểm tra khách sạn BM ở thành phố Hà Tĩnh và bắt quả tang tạm giữ một số đối tượng đang sử dụng ma túy. Trong đó có 5 cầu thủ bị tạm giữ gồm tiền vệ Đinh Thanh Trung, tiền vệ Nguyễn Trung Học, thủ môn Dương Quang Tuấn, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng và hậu vệ Nguyễn Văn Trường. Cách đây vài tháng, bóng đá Việt Nam cũng từng xảy ra vụ việc gây chấn động khi năm cầu thủ của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu bị khởi tố bị can vì tham gia giàn xếp tỷ số. Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ra quyết định đình chỉ thi đấu với năm cầu thủ này. Tương tự, sau khi nhận được báo cáo chính thức từ câu lạc bộ Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng về việc các cầu thủ bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy, cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam sẽ có những động thái phù hợp tiếp theo. Đó là sẽ đình chỉ thi đấu các cầu thủ nói trên tại các giải bóng đá thuộc VFF quản lý, tổ chức khi đã có cơ sở về mặt pháp lý do các cơ quan chức năng cung cấp. Chiều ngày 8 tháng 5, câu lạc bộ Hà Tĩnh sẽ làm khách trên sân Quy nhân của câu lạc bộ Bình Định ở vòng 17 V-League 2023-2024. Câu lạc bộ Hà Tĩnh hiện cũng đã gạch tên các cầu thủ khỏi đội hình. Theo ghi nhận, trong những buổi tập trước đó, Năm cầu thủ này cũng không xuất hiện. Đáng chú ý, trong năm cầu thủ vắng mặt có 3 người hiện là trụ cột của câu lạc bộ Hà Tĩnh. Tiền vệ Nguyễn Trung Học đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ mà huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang sử dụng. Anh thường xuyên đá chính và đeo tấm băng đội trưởng. Được biết, tiền vệ Đinh Thanh Trung từng giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2017, giành chức vô địch V-League cùng câu lạc bộ Quảng Nam. Anh từng là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Đinh Thanh Trung sinh năm 1988 ra sân hai trận cho câu lạc bộ Hà Tĩnh ở mùa giải V-League 2023-2024. Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng là thành viên U23 Việt Nam vừa tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar. Anh cũng nằm trong đội hình vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022-2023, giành huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32. Nguyễn Trung Học cũng là tiền vệ trụ cột có chuyên môn tốt, gắn bó với Hà Tĩnh nhiều năm qua. Dương Quang Tuấn ra sân 3 trận ở mùa giải tháng 12 năm 2023. Sau đó không xuất hiện trong đội hình chính của đội bóng, chỉ 3 lần được ngồi dự bị cho đến nay. Câu lạc bộ Hà Tĩnh hiện đang đứng thứ 8 tại V-League với 20 điểm. Dù đã mang về những cầu thủ chất lượng như Lương Xuân Trường, Trọng Hoàng, Victor Lê và chân sút ngoại Ibarra Prin, nhưng cú sông này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mục tiêu trụ hạng của câu lạc bộ Hà Tĩnh. Trước thông tin 5 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dính dáng đến việc sử dụng chất cấm, khiến cổ động viên của đội bóng này nói riêng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung cảm thấy bị sốc. Trên các diễn đàn bóng đá, người hâm mộ đã chỉ trích lối sống buông thả của các cầu thủ này, khiến họ dính dáng đến pháp luật, bản thân vướng vào vòng lao lý, sự nghiệp trở nên mờ mịt và khiến đội bóng bị vạ lây. Một người hâm mộ chia sẻ, với những trường hợp này, cầu thủ cần phải nhận án phạt thật nặng. Sai lầm của cầu thủ tạo ra thì người đó phải bị phạt và trở thành tấm gương xấu để các cầu thủ khác, đặc biệt là những cầu thủ trẻ nhìn vào rút kinh nghiệm có bài học để tránh né. Một cổ động viên khác lại bày tỏ sự tiếc nuối, thật tiếc cho cầu thủ trẻ khi vướng vào sự việc này. Họ có thể sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn trong tương lai, sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn cầu thủ có tuổi tác thì đánh mất tất cả hình ảnh đã tạo dựng được. Mọi thành công họ giành được trước đó bây giờ biến thành con số 0. Người hâm mộ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cho biết, hiện tại Câu lạc bộ đang có vị trí khá tốt trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 16 trận. Nhưng sự cố này chắc chắn khiến lực lượng, tinh thần và cả hình ảnh của đội bóng bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỗng dưng phải chịu áp lực bởi những con sâu làm giầu nối canh. Do không giữ được mình, họ đã làm hại bản thân và khiến đội bóng cũng bị liên lụy. Các cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hẳn đang rất lo lắng với thành tích của đội sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không may mắn, chưa biết chừng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ sa sút và bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng trong vài vòng đầu tới. Trước vụ việc này, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã từ chối trả lời về vụ việc với lý do muốn cùng các học trò tập trung cho chuyến làm khách tới Mary Rain Quy Nhân Bình Định vào chiều tối ngày 8 tháng 5. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiền thân là Hà Nội B, được chuyển khẩu về Hà Tĩnh thi đấu tại giải hạng nhất mùa 2019. Một năm sau, đội giành quyền lên chơi ở V-League 2020 và trụ lại từ đó cho đến nay. Trước đây Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do công ty cổ phần bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quản lý. Tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao đội cho công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn. Đội bóng do huấn luyện viên Nguyễn Thành Công dẫn dắt, hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024 sau 16 vòng, đạt 20 điểm. Thật đáng buồn khi phải nhận thông tin không hay như vậy về bóng đá nước nhà. Mặc dù vậy, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam chứng kiến các cầu thủ bóng đá vướng bê bối sử dụng ma túy, chất cấm. Để ngăn chặn tình trạng này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ngay lập tức đề nghị các câu lạc bộ tăng cường giáo dục các cầu thủ. VFF đánh giá, sự việc này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói riêng. Chính vì vậy, ngay trong chiều ngày 8 tháng 5, Ban kỷ luật của VFF đã ban hành quyết định số 277 QD RDBDVN về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ đang bị cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ để điều tra về hành vi nghi vấn sử dụng chất cấm. Trong công văn gửi tới các câu lạc bộ, VFF đề nghị lãnh đạo và ban huấn luyện các đội bóng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường trong công tác quản lý, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường tổ chức giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của các chất gây nghiện, tuân thủ các quy định về pháp luật cho các cầu thủ chủ động kiểm tra, phát hiện, tăng cường ngăn chặn các hành vi sử dụng chất cấm, chủ động phối hợp với VFF, ban tổ chức giải, các cơ quan an ninh để phát hiện và cùng tham gia ngăn chặn. Các cầu thủ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn với cá nhân, gia đình, câu lạc bộ và xã hội, tự nâng cao nhận thức về tác hại và hậu quả của việc sử dụng chất cấm, tuyệt đối không tham gia sử dụng chất cấm. VFF khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm phòng chống loại bỏ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá và sẽ nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm để xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững, tạo sân chơi lành mạnh, giàu tính cạnh tranh và công hiến. Hy vọng với những đề nghị từ VFF và rút ra bài học từ sự việc năm cầu thủ câu lạc bộ Hà Tĩnh, các cầu thủ khác, đặc biệt là những cầu thủ trẻ hãy nhìn vào rút kinh nghiệm, có bài học để tránh né. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo